Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta học tiếp về hạ thứ 24. Chúng ta đã học qua về 12 nhân duyên. Nhờ biết về 12 nhân duyên nên chúng ta hiểu bây giờ tại sao mà chúng ta bị trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi này, chứ không phải là do một cái đấng nào đó sanh mình ra, tạo tác mình ra, tạo tác cái thế giới, cái vũ trụ này. Tất cả đều do nhân duyên, nghiệp báo của mình mà ra, và tức là 12 nhân duyên đó. Thì để chúng ta học tiếp về cái hạ này, thì trong cái mùa an cư kiết hạ này đó, có rất là nhiều vị tăng bệnh sốt rét,